Đây, trên tay đang có một con iPhone 14 máy dựng nha. Bên trong cài đặt thì không có bất cứ một dòng thông báo nào cả. Pin thì báo 100% luôn nha. Tại vì con máy này nó mới sạc đâu đó có 12 lần. Mà hàng này mới từ bên ấy về nha. Đó. Bên ngoài thì đẹp như một chiếc máy mới nha. Nhưng bên trong mở ra này, nát hơn cả một chiếc máy cũ. Có nhiều anh thợ anh vào anh bảo đấy là tao làm thợ mười mấy năm nay rồi tao chẳng thấy ai gọi một con máy sửa mên là máy dựng cả. Thế thì các anh gọi là gì thì em cũng biết. Chứ nó đã sửa mên nó ảnh hưởng đến chất lượng con máy thì đối với em nó là máy dựng. Thì đây là một con máy dựng nha. Và nhiều ông thì thần thánh bảo đấy là bọn tàu nó làm đẹp lắm. Ai mà phát hiện ra được. Tàu thì nó cũng là người chứ nó có phải là thánh đâu. Mà nó làm đẹp được như máy. Tàu nó hơn Việt Nam ở cái đấy. Nó vừa chăm hay, nó lại vừa tay quen. Có nghĩa là nó vừa có công nghệ này. Nó lại vừa tiếp xúc nhiều với máy này. Nó lại có cả máy móc hỗ trợ này. Thế nên nó xử lý được những ca bệnh khó hơn của Việt Nam. Có những ca bệnh khó ở Việt Nam không thể làm được thì thằng Trung Quốc nó lại làm được. Thế nên là ở đây kiểu gì thì kiểu, một con máy ở bên bển hay là ở bất cứ đâu mang đến ấy, muốn biết được nó zin hay không zin ấy, phải mở ra kiểm tra bên trong thì mới biết được. Chứ còn để nhìn bên ngoài đấy, một con máy hình thức đẹp như mới, không khác gì một con máy mới. Sạc mới có mười mấy lần. Đây, nhìn có khác gì một con máy mới đâu. Thế này bảo đấy là nếu chỉ có nhìn bên ngoài mà biết được nó là một con máy dựng ấy, không ai biết được nó là một con máy dựng. Còn sửa mên như thế này mà bảo nó không phải là máy dựng ấy, chỉ có mấy ông bảo đấy là tao thợ mười mấy năm. Ừ, có thể đấy là ông mười mấy năm là thợ, nhưng không biết là thợ hồ hay là thợ xây đấy, nhưng tôi không biết. Chứ còn đã là thợ điện thoại mà bảo đấy là mên sửa mà không phải là máy dựng, tôi cũng chưa nghe bao giờ cả. Rồi lại có những ông bảo là đấy là cái thằng mua nó nhầm chứ thằng bán chẳng bao giờ nó nhầm cả. Đấy, thằng mua tôi là thằng mua đấy, tôi có nhầm đâu. Nhưng cái thằng bán cho tôi nó nhầm, tại vì nó chẳng biết cây máy này có phải là máy dựng hay không, tại nó có mở ra kiểm tra đâu. Nhưng cái thằng bán cho cái thằng bán lại cho tôi đấy, thì thằng đấy nó lại không nhầm, tại vì nó là thằng sửa. Thế nên tôi bảo rồi, thằng bán chưa chắc đã biết được kiến thức, thằng mua chưa chắc đã là người thiếu kiến thức. Như tôi là đứng ở cương vị là thằng đi mua. Còn cái thằng nó bán cho tôi đấy, nó chẳng biết cây máy này là hàng zin hay hàng dựng. Nó chỉ biết đấy là hình thức đẹp keng, sạc ít, pin 100%. Đó, thế là nó bán rồi chứ nó cũng chẳng biết đấy là có zin hay không, có phải là máy sửa mên hay không. Nó chỉ biết bán, nhập 10, bán 10,5 hay là nhập 10, bán 11. Nó có lãi nào nó làm. Còn nếu mà tôi không kiểm tra đấy, tôi lại cầm cái máy này đấy, lại tiếp tục bán đấy, thì hiển nhiên đấy, người tiếp sau mua tôi đấy, người ta lại mua nhầm, mà tôi bán tôi cũng nhầm. Thế nên đã nói rồi, muốn bán hàng là phải có kiến thức. Còn đã đi mua hàng đấy, trang bị càng nhiều kiến thức càng tốt. Tại vì đơn giản nhất ấy, có rất nhiều những thằng bán đầu nó để ở dưới đít mà nó cũng chẳng biết đây là con máy này là máy gì nó mới dựng đâu. Đến sửa mên nó còn bảo đấy là bây giờ tao làm mười mấy năm nay chưa thấy ai gọi máy mên sửa là máy dựng, thì đúng là chịu. Thế nên đi chọn hàng cũ mà cứ bảo đấy là máy nó đẹp như thế này, anh đừng mở ra nó mất áp zin của em, thì là dính ngay. Thằng bán khi nó còn đếch biết đâu. Thế nha.